Hello cả nhà, xin chào tất cả mọi người đến với California, Laguna Beach, nơi miền Nam California đầy nắng ấm và tình người cũng đang ở bãi biển Laguna Beach gần nhà, cách nhà mình khoảng chừng 20 phút lái xe thôi. Đây, biển rất là đẹp. Mình là con của miền biển mà Nha Trang, mà là cháu của ông nội mình, là bà nội mình là xuất thân từ Nha Trang cho nên là rất yêu biển. Ba mình là họa sĩ Trịnh Công. Trịnh Công cũng được sinh ra tại Nha Trang, quê hương miền Cát Trắng, Nha Trang. Đây, miền tình là biết rồi. Đang đi với gia đình, bạn người thân và bạn bè, gia đình người thân và hai đứa con. Và chỉ cần ấn hưởng trong những ngày mà đang rất là rảnh rỗi, công việc và mọi thứ, có thể là mình sắp tới mình sẽ có những chuyển biến rất là tốt đẹp cho công việc của mình. Hy vọng mẹ của mình mẹ xuất sinh đã mất 20 năm hơn rồi sẽ phù hộ cho mình thành công trên con đường kinh doanh nghệ thuật. Và sau lưng mình, hai đứa con đem lại sự may mắn cho mình, đó là bé Hạng Cầm và Totti, cũng như bà xã mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những chuyến đi nơi cư ngụ mới, một đất nước văn minh, và mình tận hưởng hết những gì mình đang có. Đây, sau lưng nhé, thông minh chúc cho những người thân bạn bè của mình và những khách hàng, customer của mình, những fan hâm mộ của mình, bình luận đá banh cũng như là âm nhạc có một ngày thật là vui và hạnh phúc bên nhau và may mắn đến với tất cả mọi người suốt nhé. Rồi bây giờ mình lên với vợ con mình đang ở trên. Đây, đây là cái tắm biển xong ra tắm nước không tốn tiền nhé cả nhà. Đây là cái cầu thang mà mình đi lên nha. Thang để đi lên trên nhé. Một lần nữa biển California. Đây, cầu thang đi lên. Mỗi có thùng để đựng rác. Đây, có những cái bảng chỉ dẫn không được đem chó xuống. Đó, không có được nhảy. Tất cả mọi thứ không được hút thuốc nữa nha. Không được uống rượu nha, không được xả rác bừa bãi. Tất cả sẽ bị phạt bằng tiền. Đây. Đây cái nhà hoa. Rất đẹp. Đây, hoa này thì ba mình biết nè, kỷ niệm với hoa này nè. Đó, cái cây này, nếu không có cái cây này là không có họa sĩ Trịnh Công mọi người. Xương rồng, ba mình kể hồi nhỏ ba mình hay leo ở Vĩnh Bảo Đại ngoài Nha Trang á, cầu đá đó, và vô tình rớt từ cửa sổ rớt xuống. Nhờ mấy cái hoa này hay nhờ cái cây xương rồng. Không có cây xương rồng thì bà sẽ chút đã qua đời mọi người. Đây công viên biển nha. Qua liền mẹ. Đây công viên biển đây. Đố mọi người cái hoa này hoa gì nha. Giống một con cong xòe cánh không? Giống một con cong không? Rất đẹp. Ok, 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 sure. Rồi, để mình chụp cho mẹ vợ mình. Đây, vợ mình tại vì có hai đứa con cho nên không có xuống.
hai phút nữa đây để ba chụp cho mà. Cảnh nào đẹp hơn ấy này, chỗ này thường không, ở dưới đẹp, để ba chụp biển nha, dưới đẹp, chụp cây cối, chụp biển. Tiếp nha cả nhà. Thì mình sẽ chụp cái cây này cho vợ mình nha. Bây giờ mình đi tiếp nha. Chụp cho vợ mình. Nè. Giờ mình đi ở đây có restroom nam và nữ nha. Nơi đây vợ chồng mình đã đến đây cùng một bà ngoại. Đây là công viên. Đây mọi người nha. Đây. Mọi người
Đây. Đây căn nhà. Đây tôi. Ok. Hello. Trở lại với Luân Vũ. Đây, Lục Vũ đang ở Laguna Beach. Nơi đây là nơi rất là tuyệt vời cho những người nào mà chưa biết đến nước Mỹ du lịch. Nói người thân và bạn bè mình dẫn đến đây để mà ngắm hoàng hôn. Mình với bà xã mình đã có kỷ niệm ở đây trước khi mà Totti ra đời. Ok. Đây, gia đình mình đã có mặt ở đây. Đây, căn nhà. Đây. Hey, hoa trắng. Sương trắng miền quê ngoại. Nhé. Biển. Và nơi đây, đây là thảm cỏ. Thảm cỏ tuyệt vời lắm. Sạch sẽ. Sạch sẽ lắm. Thấy nằm đây phơi nắng. Đó cả nhà. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Nằm phơi nắng nhé. Alo anh chưa? Khỏe không anh? Chúc anh và gia đình vui vẻ và hạnh phúc nhé. Đây là biển Laguna Beach, một bãi biển rất là thơ mộng. Khu này khu nhà giàu, khu thượng lưu. Và đây là public restroom, có nghĩa là toilet công cộng nhé, sạch sẽ lắm. Bây giờ mình đi. Đi vô toilet công cộng nha, đây là nữ. Đây cái hoa này rất là đẹp. Quá đẹp. Đây mình chụp cho bà xã mình tắm ở đây nhé. Xin lỗi mọi người tí xíu. Restroom nha cả nhà. Đây là public restroom. Hoa đẹp không cả nhà? Rất là bình dị. Rất là đẹp. Đây. Tuyệt vời ánh mặt trời. Trời ông mặt trời nhé. Focus chiều nhé. Và tím đây.